ca sĩ Ngọc Lâm quá đột ngột và quá sớm, làm thương xót cho tất cả những người chúng ta. Và hôm nay đây là một buổi chương trình tối hôm nay là một chương trình để cho những người yêu thương chúng ta nhắc về Lâm, những người anh em ở Mỹ nhắc về Lâm, những người anh em ở Việt Nam nhắc về Lâm. Và chúng ta nhớ về người anh em này. Út nói mà Út nói nồi nãy Út nói ông Long chảy nước mắt mà lúc Út thấy đầu tiên hết mà nãy Long chảy nước mắt mà thấy hôm qua nhưng mà tưởng là bóng dầu. Em thấy ngày hôm qua bên này nè, con đi với lại anh Hàng Tú cũng như là cả những người thân trong gia đình của anh Long Văn Long. Xin gửi lời cảm ơn. Nãy Út nói anh ba mà Long chảy nước mắt mà 95% tất cả mọi người đến là từ phương xa, ba giờ rất là nhiều ở các tỉnh khác tới chứ. Nhưng mà em chẳng có thấy ra em sự trân quý. Mọi người, anh Long chảy nước mắt á mọi người ơi. Giống như anh không có muốn xa mọi người á. Đêm nay là đêm cuối rồi, ngày mai xong đêm nay là ngày mai đưa ảnh đi đi thiêu á. Cái vấn đề là hôm nay có cái cảm xúc hơn là anh em của chúng mình, những người anh em của Long đông hơn, sự yêu thương về đây càng đầy hơn. Dạ chút xíu nữa em thắp nhang cho anh Bảo nha. Anh Bảo là một trong những cái người chị thương Long rất là nhiều trong cái đại gia đình của chị đó. Đó là chị Bồ Xu Nhật Phạm. Chị rất là thương Long. Long cũng đã nằm trong gia đình của chị thời gian rất là dài. Và chị cũng đã đưa Long đến rất là nhiều nơi trên đất nước Mỹ này để đến Má Liên, người Việt. Má Liên là người đem Long qua đây á. Thương Long lắm luôn á. Có người anh em chân tình nữa. Chân tình lắm. Hôm nay mới xuất hiện luôn. Cùng với người yêu thương. Dù có rất là khó khăn nhưng mà cũng có mặt hôm nay để đến đưa người bạn của mình về cuối bên cạnh sự và còn thiết nữa, còn thiết rất là nhiều những em đang ngồi dưới đang một hồi Tú với lại cả nhà sẽ giới thiệu hết để tất cả những anh em mình có thể biết. Ok, Bành Khuyên chút xíu nữa chị giúp mọi người thắp nhang cho thấy được sự yêu thương của mọi người dành cho nhau rất là lớn, rất là yêu thương và rất là chân thành. Đầu tiên thì PV xin được giới thiệu chị Liên Phàm. Chị là một bầu show rất là nổi tiếng ở hải ngoại và chị đã làm việc với lại anh Vân Quang Long được 14 năm. Chị cũng là giám đốc của công ty Sài Gòn Entertainment và gần như là cả các chị em nghệ sĩ ở trong nước cũng nhờ có chị Liên mà khán giả ở hải ngoại mới biết được Vân Quang Long và Vân Quang Long từ đó mà phát triển được sự nghiệp rất là nhiều ở hải ngoại là nhờ chị Liên Phạm. Em mời chị Liên Phạm lên đây ạ. Chị thật sự là buồn
sự mất mát rất lớn. Chúng chị mất đi một người anh trai, công ty mất đi một người ca sĩ, mà khán giả tất cả mọi người yêu thương. Chị nói đấy, nhưng mà đây chắc trong căn phòng này chúng ta đến rất lâu thì cũng đã. Lâm là một người chỉ biết say yes mà không biết nói no. Miễn có vui là được rồi. Cho nên cũng rất là thương anh. Khi có những việc đau mình không biết để mình chia sẻ. Thôi thì chị cầu chúc cho Long an nghỉ. Em yên nghỉ và không còn lo lắng gì nữa. Và chúng ta mọi người ở đây cũng chỉ biết cầu xin cho Long thôi. Ảnh thì bây giờ là vui rồi, nhưng mà chúng ta thì vẫn còn ở đây. Đừng biết chị không biết nói gì hơn nữa. Em cũng đã từng làm việc với lại chị Liên một thời gian vừa qua. Thì chị Liên là một người cầu show mà ai cũng yêu mến hết, tất cả nghệ sĩ ai cũng yêu mến hết. Em cũng thay mặt cho Lê Văn Long cảm ơn chị rất nhiều. Tin chắc chắn rằng dù là anh Long không có mặt trong ngày hôm nay chúng ta, nhưng mà linh hồn của anh vẫn còn ở đây, và anh nghe được hết tất cả những gì mà chị tâm sự cũng như là mọi người đã hiểu ngày hôm nay. Chị cũng vọng mà ông muốn là cũng như là hy sinh cuộc sống một chút để lo tất cả để cho con cái sẽ được qua Mỹ ăn học trong tương lai. Và anh chỉ có quả nguyện được anh thôi, thì cũng biết mong cái điều này khi cũng đồng sinh với chị. Anh cần thôi thì chỉ là điều này thôi. Cuộc sống vô thường em nói nghỉ đi. Không được. Và trước khi nói thì cho phép Tú xin được cảm ơn trước tiên là Người Việt Houston, một cái kênh của người Việt mình ở Houston đã hết lòng giúp cho cái thông tin của Vân Hoàng Long được lan đi khắp nơi để những người mà mộ điệu Vân Hoàng Long, những người yêu thương Vân Hoàng Long đang muốn biết, đang muốn hiểu và đang muốn xem Vân Hoàng Long có một cái đám cuối đời như thế nào tại Hoa Kỳ, có được yêu thương nhiều không, có được anh em lớn nhiều không, có được trân trọng không. Thì hôm nay ngoài những anh em ở đây và cho Tú được chia sẻ với cả nhà, tất cả những người đang xem trực tiếp trên cái kênh của Người Việt Hương Sông này, và Tú rất là vui và hạnh phúc. Rồi có những anh em ở Syracuse, anh ba, anh hai, chị hai và những anh em yêu thương cô Long đã góp phần hết sức để có một cái ngày ấm áp như thế này. Và cũng cảm ơn hết tất cả những người anh em ở Israel này, trong đó có anh Kevin, có một người bạn mới là Nguyên. Trong những lúc khó khăn bối rối như thế này đã giúp đỡ cho anh em của tụi em lo tròn, lo đẹp, lo ấm áp cái buổi chiều hôm nay. Dạ, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn những người đã giúp đỡ rất là nhiều cho người đám của bạn Dương Văn Long. Cảm ơn rất là nhiều. Tụi em là TV Trần rồi, Thái Tú, Thái Long, Thái Tú, rồi những cái bảo và tất cả những anh chị em thân thương mà anh Dương Văn Long gọi là anh chị kết nghĩa. Tụi em thì thực sự là chưa bao giờ có kinh nghiệm để mà tổ chức một cái tang lễ như vậy. Và em như là anh Hà Thắng Tú,
Dạ, tại vì có thể đứng cái sân khấu hát rất là nhiều người nhưng mà nó sót cái nhiều lắm. Cho tôi chia sẻ thêm là khi mà chính tay của mình làm cái hình để cho bạn thân của mình, cái cảm giác đó đến giờ Tú cũng không có cảm nhận được là tại sao Tú làm được điều đó. Nó kỳ lắm, nó khủng khiếp lắm. Và cho được chia sẻ với những ai đang xem trực tiếp cái kênh này thì chắc trong đó cũng có là ba mẹ của Long. Ba mẹ của Long cũng coi Tú thì có hai ba đã xin đưa được không cho gia đình. Chắc ba mẹ cũng an lòng, mấy cháu cũng an lòng. Và bây giờ mọi sự chia sẻ của anh em sẽ dành cho Long bắt đầu từ giờ phút này. Ca sĩ Phương Trang cũng là một người em thân thiết của anh Long, và được biết là đã quen biết nhau cũng 10 năm nay, cũng là một người bạn đồng nghiệp chung với lại anh Lương Văn Long trong công ty Sài Gòn Entertainment. Thì ngày hôm qua Phương Trang cũng đã có mặt ở đây để mà hát tặng cho anh Long những ca khúc, và hôm nay thì Phương Trang cũng lại tiếp tục ở lại để mà lại hát cho anh Long trong cái đêm cuối. Anh xin mời Phương Trang. Guitar đàn. Mọi người ơi, đêm nay là chỉ còn đêm cuối thôi. Trưa mai là mình tiễn anh Long đi xa lắm rồi. Mọi người chia sẻ để cho các anh chị em thương yêu anh Long được thấy ảnh lần cuối, cũng như là những cái lời chia sẻ của các anh chị em dành cho ảnh nha. Bài này thì em thuộc lời hơn, tại vì cái bài ngày hôm qua thì là lần đầu tiên em hát, không có thuộc lời, nó cũng không có được hay lắm. Thì em sẽ chọn một cái bài hát khác, nó xuân sẻ hơn để mà để anh đi. Thì bài hát được mang tên Làm Cho. Từng chạy theo bao cuộc vui,
chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người. Đâu có đâu, đâu có ảnh hưởng. Trai gái đó đây anh hẹn hò, chỉ còn mỗi em đừng chờ đứng trong. Dạ, bây giờ nói. Và nghe mùa xa hấp hồng cái gì vậy? Tình thứ nhất em đã cho trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà mà chỉ xót xa. Người yêu quá hương hồn lạnh lùng với ta, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, đừng nhận trai gái đó để anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trong mà nghe buồn xa. Từ hôm qua đến giờ thì nghệ sĩ nào lên đây hát cũng rất là ngẹn ngào, có thể là phải gồng mình dũng lắm thì mới hát được đi. Bởi vì sự xúc động và cũng là cái cảm xúc, cái tình cảm dành cho anh Long rất là nhiều, cho nên là đó là cũng thể hiện được cái tình cảm yêu thương mà các bạn đồng nghiệp thương anh Long nhiều lắm. Anh Long hết rồi nhưng mà người nào nhắc tới anh Long cũng chảy nước mắt hết. Người ca sĩ kế tiếp cũng là một người bạn rất là thân với anh Long mà cũng đã đến đây mấy ngày rồi và ở đây liên tục để mà động viên gia đình, cũng như là tối hôm qua anh cũng học ở đây và anh cũng đã hát tặng cho anh Long. Ngày hôm nay thì anh cũng hát một ca khúc để mà tặng cho anh Long trong đêm cuối cùng. Xin mời ca sĩ Châu Nhật Long. Cho Việt Long xin hát một cái câu mà giọng cổ mà Vũ Án Ma Ngưu mà anh hai thường yêu thương nhất, yêu cầu hát bài này nhất, một câu xuống giọng cổ rồi xin phép nhường lời hết cho toàn thể cô chú anh chị em ca sĩ hôm nay. Hồi nãy chị thấy anh Long không? Rồi xong rồi chị có nói với lại
mấy anh kết nghĩa của anh Long ở đây. Em ơi tháng bảy mưa ngâu có cầu thuốc trên dạy ngân hà chức đỡ hồi ngủ ngâu lên sau một năm dài xa còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mộng khúc hận gì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đò khi đường tương lai mịt mờ tâm tối mà lội đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Xin cảm ơn anh. Ngày hôm nay ngoài những ca sĩ ở bên Mỹ hiện diện trong khán phòng ngày hôm nay hát mặt cho anh Vân Văn Long thì bên cạnh đó cũng có những ca sĩ ở Việt Nam cũng đã gửi bài hát qua cho anh Tú để mà lát nữa đây chúng ta sẽ xem kẻ là vừa ca sĩ ở bên Mỹ và vừa ca sĩ ở Việt Nam thì danh sách của những ca sĩ bên Mỹ thì lát nữa theo thứ tự còn bây giờ là ca sĩ bên Việt Nam thì sẽ gồm có Phạm Trưởng, Thang Việt, Lâm Vũ, Phạm Khánh Hân, Thanh Thảo, Lương Gia Huy, Dương Ngọc Thái, Đàm Vĩnh Hưng và anh Mai Ngọc Sơn. Tiếp tiếp sau đây thì sẽ là giọng hát của ca sĩ Lê Uy Nhi. Mời Lê Uy Nhi ạ. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ nghe giọng hát của ca sĩ Phạm Trưởng tại Việt Nam. Cái này là phần hát, bài hát là bài hát của thầy Tiến. Cũng xin nói với cả nhà của mình. Cả ca đó, nhiều khi đó, không biết có sự cao mà nếu mà mình sống làm sao mà để cho anh em thương, anh em quý. Ngay cả khi mà Long bước đến đây thì sự bàn hoàng nó không riêng ở anh em mình, nó lan tỏa rất là xa. Trong đó là có những anh em đồng nghiệp ở Việt Nam, những anh chị yêu thương ca sĩ hải ngoại bên đây rất là nhiều. Cũng đã có rất là nhiều cái lời chia buồn. Nhưng mà đây là những cái lời chia buồn nhiều nhất, đau thương nhất đó là cái tình cảm anh em ở bên từng đi hát với nhau ở miền Tây và chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược thì đó là đầu tiên tôi xin được chia sẻ một cái đoạn ghi âm này của một người bạn thân của Long. Nhưng mà thôi trước khi chia sẻ người bạn thân thì một đứa em này nó cũng quý Long lắm. Cái tuổi đời và cái tuổi nghề của người em này cách xa Long cũng khá là lâu. Nhưng mà những cái tình cảm quý mến yêu thương Long đó là nhạc sĩ ca sĩ Phạm Trưởng. Nếu ai mà có nghe ca khúc trẻ mà cũng rất là sâu lắng các bạn sẽ biết cái Phạm Trưởng. Bây giờ cho Tú mời cả nhà của mình nghe vài lời ở một người đứa em phương xa xa lắm gửi trong cầu dưới đất chia sẻ và muốn nói với Long vài câu trong đêm cuối này. Anh Long ơi, mọi người nhớ anh nhiều lắm. Tụi em luôn cầu nguyện cho anh thanh thản ở bên suối vàng nha. Khi nào về Việt Nam thì em sẽ xuống ra đét hát để anh làm cuối. Và một cái người bạn nữa và cùng sinh thời lúc mà Long còn sống đó có những cái ca khúc rất là hay và có thể là cái ca khúc đó nó mang lên tên tuổi rất là lớn nhưng mà với cái tính mà biết chơi và chơi rất đẹp như Dương Quang Long nhường cho người bạn của mình đó là một cái người bạn rất là thân cùng thời với những anh em của chúng tôi. Sao mà cứ nghẹn ở đâu mà nói không được. Đó là ca sĩ Dương Ngọc Thái. Long ơi, chắc
mà nghe được những lời của những người anh em dành cho mày trong đêm nay. Thái có vài lời nói với mày nè. Sao mà đêm này không chào tạm biệt anh em một tiếng nào vậy? Để trong lúc mà tình hình dịch thế này, anh em không ai qua thì không lần cuối được rồi. Biết anh em đau khổ không? Biết là sao? Anh em sống nhau thì coi chưa là gì, coi chưa là như một thằng. Sao ta đi đụng đụng vậy lắm? Thái luôn lâu nữa là tri kỷ với nhau. Như là mày mà cái bài hát gọi đò, cái bài đó học sẽ lâu đưa cho mày. Nhưng mày thương tao. Lúc đó tao chưa có nổi tiếng, mày đưa cái bài hát đó. Mày những người gì động con cũng thương lắm. Các bạn hàng gọi đò. Mày biết không? Cái ngày tang lễ của mày ở Việt Nam, mặc dù là không có tư thể của mày ở đó, nhưng anh em nghệ sĩ đến được Hà Nội, ai đến đó cũng xúc động khi nghe con gái của mày hát một bài hát về cha, vừa đàn vừa hát. Một ca khúc mà làm cho tao không bao giờ quên. Trong đời số năm, tao đã thể hiện trong cái ngày tang lễ đó. Tự nhiên của mày là bài Hòa Mụ Bằng Cho Mẹ. Thật sự tao hát bài này tao không kiềm được cảm xúc. Mày ra đi thanh thản như lắm. Còn những gì sau này mày chưa giải quyết được thì tất cả anh em ở đây, anh em nghệ sĩ sẽ giúp mày, đặc biệt là tao. Sao ba mẹ mày là ba mẹ của tao, và ba mẹ tao cũng rất thương mày, mà không những gia đình tao đâu, mà những ai đã biết Du Quang Long đều yêu quý cái tính của Du Quang Long, thì chơi chưa hết mình, nhiệt tình với anh em, vừa nhà vừa hát, và làm tròn trách nhiệm của một người bạn, một người tri kỷ, để giúp đỡ cho những đứa con của mày. Hy vọng là sẽ làm cho mày ấm hết khi mày ra đi, được bản thân được vàng, về mày giúp một ai đi làm, chúc cho bạn già được siêu thoát. Trong đây còn nhiều lắm, anh em đang gửi ra rất là nhiều. Thôi, để không khí nó nhẹ hơn tí xíu, anh em mình hát vài bài nữa để cho Long nghe trong đêm cuối này nha. Mời các bạn. Lê Uyên Nhi cũng là một người bạn rất là thân và cùng cộng tác với Quang Long đã 16 năm nay. Lê Uyên Nhi là một người bạn rất thân với là ca sĩ Vân Quang Long, và hai anh em đã biết nhau hơn 16 năm nay, cũng đã từng cộng tác chung với lại công ty Kim Lợi. Và cái điều đặc biệt là Lê Uyên Nhi cũng vừa mới là đưa cho Khang Chi xem là Lê Uyên Nhi đã từng lên trang bìa chụp chung với lại ca sĩ Vân Quang Long ở tạp chí Màn Ảnh Sân Khấu cách đây hơn 10 năm về trước. Đó là một cái tình cảm rất là thân thương mà Lê Vinh Nhi và anh Vân Văn Long đã thân thiết với nhau trong suốt một thời gian làm bạn. Và khi mà qua Mỹ rồi thì Lê Vinh Nhi cũng nói rằng anh Long vẫn tiếp tục liên lạc với lại Nhi rất là nhiều, và hai anh em cũng tâm sự, cũng chia sẻ, cũng động viên nhau trong cái thời gian mà ở Mỹ như thế nào. Thì bây giờ thì xin mời Lê Vinh Nhi. Hôm qua đó thì Nhi có gọi phone, Nhi nói là Nhi cố gắng tới ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua thì bận rộn quá, không sắp xếp kịp, cho nên là Nhi vừa mới đáp phi trường mới có vài tiếng thôi. Đó là một cái điều rất là trân quý mà Nhi dành cho anh Vân Quang Long. Xin chào các chị. Thật ra thì em nói rất là giảm lắm, em cũng không có nhiều. Nghĩ em nói cái kỳ cũng đã nói rồi. Em chỉ biết xin lỗi. Đi đến là gì rất là... Các ca sĩ nào lên đây ngày hôm qua thì khóc nhiều, mà hôm nay á, thì là Nhi là nổi tiếng đến Nhi cũng chưa có gì cảm xúc. Thì bây giờ anh Long là nghe hết những gì mà Nhi tâm sự á, Nhi cứ ra Nhi nói chuyện với anh Long, để anh Long nghe. Coi như là mình hát lần cuối cùng thì Nhi cũng hát cho chúng ta. Rất là am hiểu và rất là giỏi.
Mọi người ơi, mọi người cầu nguyện cho anh Long nha. Còn đêm nay nữa, sáng mai là anh đi xa lắm luôn rồi. Mọi người cầu nguyện cho anh nha mọi người ơi. Đang yên tai nghe lời cuộc đời thì hai hôm hoàng hôn vừa tới. Đang yên vai soi lại tình người khi bóng chiều chìm xuống đôi môi. Đang mân mê cho đời nở hoa trước bàng hoàng đến kỳ trong trôi. Đang nâng niu cuộc tình lòng lanh bỗng ngỡ ngàng cùng mất trong tay. Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua. Bàn tay làm sao giữ một đời ưu thiên thơ. Mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đâm ấm. Mang ơn em đau khổ một đời là nắng vàng dù nhuộm trong mây. Mang ơn trên cho cuộc đời ta vai vàng gầy gió cùng mưa lũ. Trong cơn đau một phần nhang khói kéo ta về. Ôm chị hai Mimi và anh không có thể hiểu được cảm xúc.
cảm xúc mà có thể là không có ai có thể kiềm chế được cái cảm động, cái cảm xúc của mình. Và sau những ngày vừa qua thì anh cũng đã lấy được bình tĩnh một chút rồi. Thì ngày hôm qua anh hát anh cũng khóc, nhưng mà ngày hôm nay thì anh phải cố gắng để có khóc nữa. Tại vì anh nhớ không, anh Long là anh của tụi mình, thì anh Long lúc nào cũng vui, cũng cười. Anh Long rất là phá, rất là giỡn, cho nên là anh Long rất là muốn được thấy anh cười trong ngày hôm nay. Hát cho anh Long nha. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn quý vị. Có lẽ là giọng mình hình cũng không có được tốt do chắc là thiếu ngủ mấy ngày hôm nay rồi, nhưng mà cũng nói nhiều rồi, cũng anh em mọi người cũng đã nói hết tất cả những điều trong lòng mình để dành cho anh Tư và Hoàng Long rồi. Bây giờ Bảo xin hát một cái bài hát này để tặng anh Tư. Bài hát này đặc biệt là anh Tư rất là thích hát. Mỗi khi mà anh em mà ngồi với nhau, không lúc nào anh Tư không hát bài này để tặng mọi người hết. Có lẽ là Tư đang hát về cuộc đời của mình để cho mọi người nghe được về cuộc đời của người ca sĩ là như thế nào. Và bài hát này Bảo không có thuộc lời, nhưng mà do Tư hát nhiều cho nên Bảo cũng có bị nhiễm. Và bây giờ Bảo cũng cố gắng để hát bài này để tặng Tư ngày hôm nay. Bài hát được tên Tâm sự theo ca sĩ. Cho phép Bảo dừng lại. Hôm nay Đức Bảo sẽ hát cho anh Tư nghe bài này. Bởi vì Đức Bảo biết anh Tư rất là thích cái bài hát này. Lúc nào ngồi với nhau anh Tư cũng hát bài này để cho mọi người nghe. Có lẽ là đó là nỗi lòng và tâm sự của giữa những người anh em làm nghệ thuật cho chúng ta. Tôi nói về đời tôi, số phận ca sĩ sống trong sáng soi trên nét anh tư, lời ca chân chưa trong tim em thương trào, nhiều đêm tình trăng suy tư thành thơ, nhiều đêm tiếng ca không buông được lòng, nghe tiếng đàn hòa vang tâm hồn tôi thấy lâng lâng buồn buồn. Em gái hỏi chàng ơi, sao anh đắm say trong khúc hát tình, đời cho thiên hạ nâng thương nâng nhà, đời anh đang sống như con tầm nhà thơ. Người yêu đã cho anh thấm đượm mùi tình, tiếng ca thầm lặng xót xa trong trái tim. Người yêu của tôi muôn đời, nhạc trữ tình có hình người tôi.
sáng soi trên nét mặt tô màu, lời ca vẫn chưa trong tim niềm thương cao. Nhiều đêm từng trăng suy tư từng cành thâu, nhiều đêm tiếng ca không mua được lòng. Gian, tâm hồn tôi thấy lấn lấn buồn buồn. Em gái hồi chàng ơi, sao anh đắm say trong nét mặt cô đơn? Đời cho tiếng hát nên anh thường ngân nga. Đời anh đang sống như con tầm nhà. Đã cho anh thấm đượm mối tình, tiếng ca thầm lặng xót xa trong trái tim người yêu của tôi muôn đời. Nhạc trữ tình có tình người đông thương, gánh qua trong cái cơn dịch này rất là khó khăn. Ca Khánh Trung, chúc xin lỗi chị tắt nhạc cho anh Long giúp em. Đến trong những đêm như thế này thì Khang Việt có gửi lại điều đến với Dương Hoàng Long và tú xin chia sẻ những lời này trong buổi tối hôm nay.
ở quê hương của Long ở Sa Đéc. Đây là vài lời của Lâm Vũ gửi đến Dương Quang Long. Nhối tim mà cả nhà ha, sống sao mà anh em ai cũng thương, ai cũng quý và ai cũng xót thương ở cái tuổi đời nó quá còn trẻ. Thật ra những người anh em của chúng ta trong đêm nay đi, hoặc là ai cũng hiểu, những người đàn ông cái tuổi 40 là cái tuổi phát triển sự nghiệp, phát triển mọi mặt để có một cái cơ đồ sau này. Long cũng đang cố gắng làm cái điều đó đó. Nhưng đó là chắc là do là số phận. Số phận như thế. Và cũng có thêm một cái người anh em yêu thương nữa. Người anh em này rất là dễ thương và cũng rất là nổi tiếng. Có những cái ca khúc rất là nổi tiếng và cái người anh em này hiện tại cũng đang ở Mỹ. Đó là nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng. Cũng xin được chia sẻ vài câu đến Dương Quang Long trong buổi tối đến cuối cùng này. Và tôi cũng muốn chia sẻ với cả nhà mình. Móc microphone. Mở lại từ đầu đi anh, xong rồi anh kê sát vô cái loa. Anh mở cái volume trên cái máy anh lớn lên nữa. Bỏ lên đây thử coi, bỏ lên trên này nè. Chắc có lẽ Phạm Khánh Hưng xúc động quá. Thôi anh nghe rồi anh nói lại đi. Thôi em nhỏ quá được đâu, qua bên đây. Anh nghe rồi anh nói lại đi. Nói lại. Hai, ba. Ok, rồi bây giờ để trở lại đi. Trở lại chương trình cho Long nha. Cả nhà nha, trở lại chương trình. Cảm ơn Phạm Minh Hưng. Nó lại câu đó. Cảm ơn Phạm Minh Hưng chia sẻ những gì cuối cùng trong đêm này của chúng ta. Ca sĩ. Ok em, cái video của em nó nhỏ quá đó cưng. Thì có gì em chia sẻ lên trên tường bên Facebook của anh Long nha. Trong cái khoảng thời gian đường đi rất là dài, anh ngồi trên xe và anh sáng tác cái ca khúc
đó. Thì ngày hôm nay là anh sẽ thực hiện cái khúc mà tiếp viên cho anh Văn Long. Xin mời. Ngày hôm trước thì Huy lên TV khóc không nói được. Cái tính của Huy nó như vậy rồi. Anh định làm dỗ Huy đừng có khóc nữa để hát một bài. Mời chị Lan. Hôm qua Hàng Thế Tú có mở một group để đem ca sĩ Việt Nam để với chia sẻ. Huy mình giảng Huy nói một câu rằng này: khi Hằng Long mất đi rồi thì anh em mình mới tỉnh giấc, để khi còn sống á, sống thật với nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau khi còn sống, chứ không phải chờ khi mất rồi đó nha. Khóc lóc tôi cũng khóc vậy, tôi ghét cái đó. Còn sống nha, phải sống thật. Mai Quốc Huy á là thần tượng Chúa Giê Linh, hát những nốt nhạc lòng, những cái nốt nhạc hát đó về hát. Hôm nay không phải khoác lóc trước mặt Long đâu, mà cách chơi á, cách sống á, thành tượng cái thằng này, bà nội cha đó, tôi kêu nó một thằng, nó không chịu, kêu mẹ ta nó chịu, nó anh Huy, tại nó cái 3 tuổi, nó kính nể một lần, uống bia vô, say nó mình kêu bằng anh nó kính trọng mình, từ cái nốt nhạc đó nó chạy trong cái tim, anh em nè. Cứ nhắn nhủ ở đây là anh em bạn bè đồng nghiệp, kiếp này có một kiếp làm nghệ thuật với nhau, đồng nghiệp nhau đừng hơn thua nhau, yêu thương nhau, nể cái thằng Long ở chỗ đó. Sao hát được nhá. Đi sáng tác đến xe từ Hiếu Tính qua đây, tiếng bạc vô thường, hôm qua hát rồi bây giờ sợ hát được, tại vì quá cảm xúc. Cứ nhắc nhở bạn bè còn sống ở đây nha, đừng có chờ Long chết rồi nó mình thương được yêu nữa. Còn sống phải yêu thương được một nhau, đừng nói xấu nhau, đừng có hơn thua nhau. Mày nay lên hát ha, làm cho cái bài lá thư lại nha. Hình như chưa có cái nhạc nó vô trong cái loa. Vô rồi, vô rồi, cái nó nhỏ thôi. Mười ngày nào em vẫn còn đây, mười ngày nào bạn bè vây quanh, mười ngày nào sân không lên tiếng hát cũng đàn còn đâu. Long ơi, những ngày anh đi mời em ra Ốc Khuyên ở Sài Gòn, nó cứ chửi bên ngoài à, ông uống bọc tôi ở nhà mẹ đi, ông mới ra đây làm cái gì? Tại sao tao bao nhiêu thôi à? Những
như con nó thì ra như vậy. Tại vì con thái không vậy nữa, nó chửi hoài mà không dám ra thì đau nhiều quá thì tuôn đó. Đúng, chính xác. Kiếp vô thường anh đã rời xa, xa mẹ già vợ hiền con ngoan, xa bạn bè nơi chốn dân tràn, bỏ lại tang thương khắp phố phường. Trên thiên đường anh còn lời ca tiếng hát, nhấp chén sầu những lúc thấy cô đơn, bạn bè ngồi nghe anh hát anh đàn, giờ còn dư âm với nốt nhạc trầm, anh nở âm thầm cách biệt. Xin nguyện cầu thế giới từ bi, anh trở về giọt buồn chia ly, sông nở chân em đi an lành, anh cứ mỉm cười bao con người tiễn biệt anh đi. Xin nguyện cầu thế giới từ bi, anh trở về giọt buồn chia ly, sông nở chân anh đi an lành, anh cứ mỉm cười bao con người biệt lòng đi. Xin cảm ơn anh thật nhiều và cùng nghĩ chúng ta cùng nghe ca khúc mà cô Trịnh Lan là người làm cho ca khúc mới nhất. Đây là một cái sự là cảm ơn anh rất nhiều. Ngày hôm qua thì anh Trịnh Lan cũng đã gửi một cái bài thơ qua cho anh Hằng Thái Tú và anh Trịnh Lan cũng đã tới đây vài tiếng. Trịnh Lan xin chào tất cả quý anh chị Nam Bằng, những người bạn, những người trong gia đình, những người anh em rất thân, vẫn còn lâu. Tính theo tuổi thì Vân Văn Long là hai em. Tính theo vai vế thì Vân Văn Long cách nghĩa với là người bạn già thuở Hà Ninh của Trường Lan thì cũng là vai em. Nhưng xét về tuổi nghề thì chị Lan đã phải gọi Vân Quang Long. Bởi vì Vân Quang Long có nghề và đi hát cũng như là có sự nghiệp và sự thành công trước chị Lan rất nhiều. Tuy nhiên là khi chúng ta bước vào gia đình nghệ sĩ thì tất cả chúng ta đã là những người anh em, người bạn. Hôm nay chị Lan tới đây để tiễn em đi một đoạn đường cuối. Điều mà anh em mình còn nợ nhau đó là những lời hứa để viết nốt những ca khúc mà em đang viết dở. Mỗi khi mà nhậu say ngà ngà rồi thì hay FaceTime rồi cầm đà rồi hát cho chị đang nghe những bài hát mà có khi viết được vài câu, có khi viết được nửa bài, có khi viết gần hết bài. Rồi anh em cứ hứa, cứ hẹn có một ngày gặp nhau để viết nốt kéo nè, giải thoát nè, gió đồng nè, một cái bài rồi đi sẽ đi lắm luôn mà chưa có lẽ nhiều lắm. Hôm bữa còn nói là hả để anh Từ với Thảo làm một bài nữa. Bữa trước ông ngồi ông hát hát, ông biểu chỉ và ông thu cái bài đó đó. Mà đó, cứ loay hoay rồi cũng chưa thu được nữa. Bình an. Và hôm nay cho anh được cầm cây đàn hát cho em nghe một đoạn một trong những bài hát của nhạc sĩ Võ Hoài Phi. Nhưng một lần
này thôi, để rồi từ đây yên vui. Cuộc đời buồn tươi nên lẽ lối tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Cuộc đời buồn tươi nên lẽ lối tìm đến, ta cảm ơn tình nhân. Vâng, Quang Long ơi, anh Hà với anh Hưng á, trong chuyến lưu diễn thì nghe cái tin em bị mất thì hai anh rất là buồn. Dạ, tụi anh không tin nổi đây là sự thật, vì em là một người em rất là dễ thương, rất lịch sự, và cái tội của em không đáng nhận được cái kết này. Nhưng mà thật sự tụi anh buồn và tiếc thương tụi anh nhiều lắm. Rất anh nhiều anh chị em nghệ sĩ ở tại Việt Nam với hải ngoại đều thương em và sốc cho em. Thế thì cái duyên của em ở Cần Giang đến đây đã hết rồi. Anh mong là em sớm siêu thoát. Và anh Hà với anh Hưng mong rằng em sẽ phù hộ cho gia đình với vợ con em được bình an. Em đi bình an nhé. Tạm biệt em. Mọi người sẽ thương và nhớ em. Chắc chắn. Quân Quân Long, em nhé. Tạm biệt
tâm sự của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Vũ Hà dành cho anh đó. Anh nghe rồi đúng không? Bây giờ thì sẽ là một ca sĩ nữa ở bên đây. Có Ly hát cho anh nghe nha. Cảm ơn em bà. Cảm ơn em bà. Hey Vy. Nếu nói về kỷ niệm thì thật sự mà nói tối hôm nay trong một cái cách ngắn gũi như thế này, bao nhiêu lời tâm sự để gọi là cho đủ, để bày tỏ hết tất cả những cái tình cảm yêu thương tất cả anh em ca nghệ sĩ cũng dành cho Tôn Ngọc Long, và hơn hết là tất cả các khán giả, và hơn hết là tất cả những quý chị đang hiện diện trong buổi đường tối hôm nay. Một trong những người nghệ sĩ kế tiếp mà nhân Trần biết được là cũng có rất là nhiều kỷ niệm đẹp với Long, và hơn hết đó là nam ca sĩ Randy. Xin quý vị cùng với nhân Trần chào đón Randy. Nếu nói đến tình yêu dạt dào thì không ai có thể so sánh bằng một
người đã từng sánh vai cùng đồng hành cộng cam cộng khổ với Long trong những ngày đầu bước vô sự nghiệp. Người mà Nhân Trần nói đến đó là Hàn Hải Tú. Xin quý vị cùng với Nhân Trần một lần nữa lắng nghe những tâm tình và những bài hát từ Hàn Hải Tú. Dạ, chút xíu nữa em thắp nhang cho Long dùm cho chứ. Đúng kế Việt Nam một thử lần cuối. Đến giờ phút này thì Tú tin chắc một đời là trên cuộc sống này tình huynh đệ có, tình yêu thương anh em của mình có nhiều và có rất là lớn. Chắc chắn là cái sự hiện diện là tất cả anh em mình trong buổi tối nay. Có ca khúc này tôi thấy cũng rất là hợp, Long nó cũng rất vui và mới vừa nghĩ ra hát cái ca khúc này hợp lắm, hợp với những ai có cái tình huynh đệ như anh em chúng ta có mặt buổi tối nay. Đó là ca khúc Khó Khăn Mới Biết Ai Là Bạn. Đời có lúc gian khó, thế mới biết ai là bạn. Tình bạn thân thương đã cho tôi vững niềm tin. Nhiều khúc có trong tôi, nhiều khi không thể vượt qua. Nhưng anh đã giúp tôi không mong đáp đền. Thời gian trôi qua thật mau, biết anh đang ở đâu. Hạnh phúc nó ấm hay đâu. Anh là bạn tốt nhất đời. Cảm ơn anh, niềm tin anh dành cho tôi. Dù xa xăm ngày sau, sướng vui hay sầu sâu, tình bạn mãi mãi luôn bên lòng. Lúc gian nan thì tôi có anh để bên. Lúc gian nguy thì chỉ có mình anh. Hãy nên quan sát anh dù chỉ một lần để tình bạn mãi mãi luôn khắc sâu. Khó khăn mới biết ai là bạn. Có một cái lời chia sẻ này nữa của một người anh trong nghề. Mà anh, người anh này thương anh em đồng nghiệp lắm, thương những đứa em như là Tú nè, Lâm nè, Hùng nè, Kiệt nè, Lâm Vũ nè, Phạm Đăng Thảo nè, những người em rất là nhiều. Đó là anh Ba Ngọc Sơn có dành tặng 4 câu thơ rất là hay, rất là hay lắm. Và cho Tú xin đặc biệt được mở cái đoạn của anh Ba cho cả nhà mình nghe trong cái buổi đêm cuối cùng này của mọi người đến đây với Dương Quang Long. Anh Ba Ngọc Sơn vô cùng thương thiết người em trai dấu yêu Vân Quang Long. Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng, không danh không lợi chẳng giàu sang, không có oán thù lòng ích kỷ, chỉ có tình thương ánh đạo vàng. Quá hay ạ. Có mười mấy giây thôi mà xúc động dễ sợ với câu của anh Ba. Và đó là cái thứ cuối cùng, tôi dành cái giây phút cuối cùng này cho một người anh mà Long chưa bằng tía, để lên đây nhắn nhủ vài điều với Dương Quang Long mình. Cảm ơn anh chị, cảm ơn. Điều đầu tiên là Nhật Cường rất xúc động, coi như cái đêm hôm nay là đêm xúc động nhất và cảm thấy là rất là hài lòng. Và cái điều nữa là mặc dù là ở rất xa, phải nói là đất nước Mỹ này rộng mênh mông, nhưng mà trong khán phòng này luôn luôn anh em chúng ta gắn bó và cùng một trái tim đập cùng một nhịp với Long. Và cảm giác như là cái căn phòng này nó ấm áp hơn, và Long sẽ vui hơn, và Long sẽ ra đi yên lành hơn. Long về
cõi Phật bình yên hơn. Một chàng lãng tử đang nằm đây, nhưng mà bảo là ông chắc chắn là cũng lòng dòng đó trong đây rồi. Và nghe chúng ta đang tập sự, chúng ta đang hát, chúng ta gửi những lời ca thi hát đến chàng lãng tử. Cười hay coi đó, thấy không, đang cười. Cầu cho Long thanh thản mình ra đi, thì tí sẽ bao mùi vợ cái sở đoạn của tía sẽ hát cho con và mọi người đây nghe một bài hát Phật tên Tầm. Nhưng mà cái này chưa dẫn tới đời thôi bồ mà hỏi để tía hát chay với con nha. Không biết sao mỗi lần mà đứng trước chứ cái áo quan của thằng Long cái chân này nó cứ giật hoài, không hiểu sao ai mỗi lần đứng đây là hơi bị giật. Thôi giữ chân tới tía nó khỏi giật rồi tía hát là được không. Người có thương thân Long nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại đời. Người có hay khi thiên hạ thương gièm pha, Long mang kiếp xương ca. Người đến đây đêm đêm phòng trà, đèn màu áo hoa yêu thương mặn mà. Tía xin người nhìn lên sân khấu, hãy tin tôi hơn lời ca. Diệu nồng đó người đã say chưa, ân tình này sao không gắn bó. Đời là những dòng nước vô tư, ta là thuyền sóng đưa xa bờ. Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình này vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, còn tầm nào không muốn vươn tờ. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca tôi mang tội gì. Hoặc là có chăng tôi mang tội đời, làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời, rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người, phần tầm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời. Xin chân thành cảm ơn. Coi như là tía là làm xong nhiệm vụ mãi mong con ra đi bình yên, không còn gì mà để vướng bận nữa là đời. Các bụi sẽ trở về cho các bụi, đời vô thường. Cứ vậy con, một chàng lãng tử đẹp trai, chơi hết mình, sống hết mình. Bye con. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả cô chú anh chị các bạn, những người thân của Long và tất cả những thời gian hồi nãy giờ chúng ta ngồi với nhau, chúng ta nhớ nhắc và dành cho Long và dành cho chúng ta nữa những kỷ niệm đẹp về Long. Hôm nay là cái đêm cuối của Dương Quang Long. Sáng mai gia đình cũng được xin thông báo là sáng mai đúng 12 giờ trưa lễ động quan sẽ đưa người anh em của chúng ta đi hỏa táng, sau đó người anh em sẽ được về với đất mẹ, về tới cha với mẹ, với gia đình. Rất cảm ơn tình cảm của tất cả những quý vị có mặt với tôi hôm nay và cảm ơn rất là nhiều. Trước tiên thì xin được mời cậu với mợ và chị hai lên đây một lần nữa. Chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị có mặt buổi tối hôm nay đã đến đây chia sẻ nỗi đau này với gia đình. Hồi nãy Tú có cảm ơn rồi. Cậu là cậu ruột của anh Vân Quang Long. Và hồi trưa thì KV cũng cứ năn nỉ cậu hoài, cậu ơi cậu cảm ơn, cậu đại diện gia đình cảm ơn đi. Nhưng mà cậu nói được vài lời không? Cậu nói cảm ơn cũng được. Được, dạ. Dạ, nó chỉ có được. Ông đừng cãi tới nó, ông muốn mất người nữa. Dạ, dạ. Ông nói đó chị không được. Bây giờ dạ. Chúng ta tất cả chú bác anh chị em ở đây có một lời thì nói trước rồi bên mẹ sau.
chiêu này. Chân thành cảm ơn và cảm tạ tất cả mọi người tình thương cho đến đứa cháu của mình nó đã ra đi rồi thì xúc động lắm. Chắc đó mà nó cho cậu nó tình thương dữ lắm, mà cậu nó không cho nó tình thương rất là nhiều. Nhưng giờ trong giây phút này thì nó đi thì chỉ cầu mong cho được tình cảm nhờ mình mà nhắn nó cậu cảm ơn và cảm tạ tất cả anh chị em từ phương xa cho một lòng tình thương rất là tốt đẹp như đó. Anh em nghệ sĩ và những người đến đây làm những cái video và những ca sĩ, tất cả mọi người đặt ăn lướt đều trong cái lòng tình thương đến đứa cháu của mình. Ta sẽ cảm tạ và cảm ơn tất cả mọi người có chăng có mặt ở đây và những người về sớm vì mình nhắn gửi lời cho ai hiểu được thì nhắn lại là tâm hay xin phép cho đứa cháu một lời cảm tạ và chân tình cảm ơn. Cảm ơn cậu. Bây giờ thì là lời cảm ơn của chị Hai. Chị Hai này là giống như là anh Vân Quang Long coi chị Hai giống như là chị ruột của mình. Tại vì khi mà anh Vân Quang Long qua bên Mỹ định cư đó thì anh Vân Quang Long ở nhà chị Hai và được chị Hai chăm sóc, quan tâm giống như là một đứa em ruột trong gia đình. Cho nên là cái lễ tang này cũng là chị Hai và rất là nhiều các anh, các chị ở trong cái ở New York nơi mà anh Long sinh sống đã tổ chức một cái tang lễ rất là ấm cúng dành cho anh Long. Và bây giờ thì chị Hai có vài lời, thì chị nói đi, chị nói vài câu đi. Hôm qua chị nói cũng được đó, hôm nay chị có bình tĩnh nói ha. Em là thay thế ba mẹ của Long, tại vì Long không có người thân ở đây. Em là giống như chị Hai trong gia đình, thay thế trước nhất là thay thế những người mà đã giúp tụi em từ bữa đến giờ. Khi mà tụi em thứ ba tụi em bước chân qua đây thì có anh Thầy Quỳnh Lai và tất cả những người ở đây giúp đỡ tụi em rất là cảm ơn. Sau đó là em thay mặt gia đình cảm ơn gia đình xưa kia rất nhiều. Thương ông đã bay tới đây và tất cả anh em đường xa rất là thương lòng. Dù cho bệnh hay là gì hay mấy bà ai chụp chặt gì cũng ráng bay tới đây mà đưa em đến lần cuối. Em cảm ơn rất nhiều. Là mợ của anh Long, mợ là người phát giác ra anh Long qua đời ngay tại ở trên giường ở trong bên phòng bên nhà mợ, cho nên là mợ cũng rất là có nhiều cảm xúc. Hồi nãy cũng xin mợ nói vài lời, mợ nói được không? Dạ. Thôi thì mợ cũng không có nói được thì KV cũng xin thay mặt cho cậu với mợ của anh Long xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và cũng như là cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã bay rất là xa đến đây để mà hát một cái đêm cuối cùng cho anh Long. Cũng xin cảm ơn tất cả những nghệ sĩ ở bên Việt Nam cũng đã có những cái lời tâm sự chia sẻ dành cho anh Long trong ngày cuối. Và cũng xin cảm ơn tất cả khán giả, những người thương mến, ái mộ tiếng hát của ca sĩ Vân Quang Long đang coi chương trình này. Và xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe. Khi Vi tin rằng dù là anh Long không còn ở đây với chúng ta nữa, nhưng mà những cái hình ảnh và những cái kỷ niệm đẹp nhất của anh Long sẽ vẫn mãi mãi ở trong trái tim của mỗi người chúng ta. Trong lúc quý vị, các anh chị, các bạn thắp nhang thì xin phép em được hát một ca khúc nữa để tặng các anh, tặng anh Long. Bài này anh Long thích nghe Út Thảo hát lắm, mà ảnh cũng hát mỗi lần anh qua nhà em anh cũng kêu nghe bài này hoài. Cứ mỗi lần anh thấy mặt em là anh hát bài này để anh chọc em à. Lấy cà bồ đó mình thử. Nỗi lòng mềm mại có thấu, anh đừng nên trách em làm gì. Thật tình nào em đâu muốn để cho anh khổ đau vì em. Đời em đôi vai còn nặng gánh, gia đình làm sao em vui hạnh phúc chưa.
vườn. Vì phận làm con chữ hiếu chẳng chưa xong đến phải làm sao. Giờ em theo anh thì có lỗi với gia đình mà chia tay nhau. Em cũng không sao đành lòng. Chia tay quên em đi người ơi, xin hiểu cho em bởi chữ hiếu chưa chồng mà em phải ra đi phụ tình anh, lấy người giàu sang ta xa rời từ đây. Giờ này tỉ ảnh thiệt rồi đó.